Hello cả nhà, đã quay lại với kênh Phong Nguyễn Vlog của mình. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một địa điểm khám phá bí ẩn tại Tam Xuân, núi Thành, Quảng Nam các bạn ạ. Mình đang đứng đây là khu Ba Tháp, hay còn gọi là Tháp Khương Mỹ. Tháp này là được xây dựng bởi người Chăm các bạn ạ. Và bây giờ chúng ta cùng đi tìm hiểu về Tháp Khương Mỹ này các bạn nhé. Bây giờ thì các bạn hãy theo chân mình, chúng ta cùng đi khám phá về tháp Khương Mỹ này các bạn nha. Đây là khu Ba Tháp đây các bạn này. Mình đang đứng tại khu Ba Tháp, hay còn gọi là Tháp Khương Mỹ. Nó thuộc thôn tư của xã Tam Xuân, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam các bạn. Và khu Ba Tháp này cách thành phố Tam Kỳ khoảng 2 km về phía tây nam các bạn ạ. Nó được người Chăm xây dựng, khi xưa đó các bạn. Đây, ở đây có những ngọn tháp rất là đẹp các bạn này. Tháp Khương Mỹ này rất là cao các bạn ạ. Nó gồm ba cái tháp nằm liền kề nhau, và trên tháp thì được được chia thành ba phần, là phần giữa là mô hình thu nhỏ của phần dưới, và trên đỉnh tháp thì nó được làm bằng sa thạch. Bây giờ chúng ta cùng lại gần xem nào các bạn. Tháp này được bên đang được làm bằng gạch các bạn này, được xây bằng gạch của người kiến trúc rất là tinh xảo của người Chăm khi xưa. Dưới này là có những cái tượng được điêu khắc khi xưa các bạn, rất là đẹp nè các bạn. Cái tháp này thì nó có trục Bắc Nam, kiến trúc của nó là của người Chăm ngày xưa đó các bạn. Nhìn trên đỉnh tháp từ dưới nhìn lên rất là cao các bạn ạ. Đây là bên hông của khu Ba Tháp này các bạn. Kiến trúc này rất là tinh xảo, rất là đẹp. Khi xưa ở đây thì các nhà khảo cổ đã phát hiện phía dưới tháp này các bạn này, dưới đáy này cỡ khoảng 0,3 đến 0,5 mét, thì họ phát hiện ra những tảng đá có hình khắc những hình con khỉ có nhiều tư thế khác nhau các bạn, như đứng, ngồi, rồi ôm trống. Những hình ảnh con khỉ này rất là đẹp. Dưới đáy này các bạn thì trên bề mặt của phiến đá đó thì bao gồm 2 đến 3 con khỉ. Theo một số tài liệu thì những hình tượng khắc con khỉ trên những phiến đá này thuộc trường ca Ramayana, một sử thi nổi tiếng của Ấn Độ, và có ảnh hưởng đến văn hóa
của người Chăm các bạn. Thì khu tháp này bao gồm là một cửa ra vào là cửa chính và cũng có 5 cửa giả. Đây, khu cửa chính này các bạn. Cửa chính đi vào. Trên đây là có những nét đó, hoa văn. Cách điệu rất là đẹp. Ở giữa có một cái đường cách giữa hai cái tháp với nhau này các bạn, cái đường này đi có thể đi đi ra cái ngoài của tháp được. Mình đang vào phía bên trong này các bạn, bên trong tháp này. Phía trên có một chất tháp, chất của cái tháp có ánh sáng xuống các bạn này. Nhìn lên rất là cao luôn. Các bạn nhìn ra thấy lượng này thấy là một tượng đường của hai vị thần, cho nên có sự là thì quen thuộc là một cái thần thì là anh đây nói các bạn khi nào đến du lịch đến Tam Kỳ thì hãy nhớ ghé thăm khu bảo tháp tháp Chiên Mỹ này các bạn nhé, nó cách thành phố Tam Kỳ khoảng 2 km về phía tây nam đó các bạn. Đây là một công trình lịch sử, nó tồn tại từ xây dựng từ cuối thế kỷ 19 là thế kỷ 10 đến bây giờ đó các bạn. Này là khu thờ cúng chính của khu bảo tháp này các bạn này. Bên này nó rộng hơn và kết cấu nhìn rất là tinh xảo, những viên gạch được đan lên nhau. Chưa cái này gạch này nó được làm bằng đất nung các bạn. Trên là cái chốt của tháp đó các bạn. Nó còn ấy.
hoa vàng đẹp hơn nè. Không gì bữa đi tập đường đó là đường gì nữa đó ta. Đấy đấy chứ đâu. Đây. À, đây đây là những cái đường dạng như là đường 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 trong tí và cái lỗ quá chéo rồi. À, cái này là như là của nghệ thuật của người Khmer hay trước này. Từ người Khmer hả? Là cái miếng kia cũng là một miếng và nó rất là cũng một miếng trong thấy như này. Đây đỏ đúng không? À, cái đây là cái đào sư tử vậy? À, cái đào sư tử đây, đây. Đây cũng là một mình đang đi vào nè cái tháp đầu tiên này các bạn. Khi nãy là mình đi từ cái tháp thứ hai và thứ ba bạn, cái này là cái đầu tiên này các bạn. Cái này cao bên này. Trải qua hơn 1.000 năm mà tháp này vẫn trường tồn với thời gian dù chiến tranh hay là mưa bão, nhưng mà tháp này vẫn giữ vững vẻ đẹp hơn 10 thế kỷ rồi các bạn. Những nhà khảo cổ học và họ vẫn chưa tìm được ra cao giải mã về khi xưa những người Chăm họ xây dựng nên khu tháp tháp Hương Mỹ này bằng cách nào, thì đây cũng là một câu đố còn rất là bí ẩn mà những nhà khoa học vẫn chưa tìm ra được câu trả lời các bạn. Ở dưới cũng là này đá rồi đâu, đá là gạch là nâng được lát phía dưới này các bạn này. Khi các bạn đến tham quan tháp Khư Mỹ này có sẽ mua vé, một cái giá vé là 20.000 đồng rồi các bạn. Mình mua hai cái, hai vé cho hai người đi, mỗi vé là trị giá 20.000 đồng. Các bạn sau mà đi có dịp đi du lịch tại Quảng Nam thì nhớ ghé danh tháng này và mua vé vào cổng các bạn nhé. Cảm ơn các bạn. Cùng theo chân mình lại gặp để trò chuyện với anh hướng dẫn tại tháp Hương Mỹ này các bạn nhé. Ngoài ra chắc chất dính bằng giữa các viên ngạch nữa thì hiện tại vẫn chưa tìm ra chính xác công thức của chất dính. Cái này nó tồn tại là hơn 1.000 năm rồi. Theo tài liệu thì tháp Hương Mỹ có niên đại khoảng thế kỷ thứ 9 thứ 10. À.
lâu. Cái cho là như đã nó đã 10 năm. Em biết là cái tháp này là trước là để thờ cúng mà. Theo tài liệu của các nhà nghiên cứu thì các tháp Chăm được xây dựng để thờ các vị thần của đạo Hindu. À. Những bên thần đó gồm có thần Brahma, tức là thằng sáng tạo, thằng Vishnu, thằng bảo tồn, và thằng Shiva là thằng hủy diệt. Có ba vị thằng này thường thường là được kết hợp để thờ trong trong các ngôi thờ tùy theo địa phương, tùy theo văn hóa và sự chuyển tiếp về vùng miền, về tôn giáo thì người ta cũng có thể thay đổi về vai trò của các vị thần. Phát khởi của cái Bà La Môn giáo này ở phía bắc của Ấn Độ, khi mà Brahma trước cái năm này khi mà Vishnu qua Đông Á thì nhiều người cho rằng người ta vẫn tin về thần Vishnu. Tuy nhiên một số nhà nghiên cứu cho rằng phần lớn các thánh tăng ở Việt Nam có xu hướng là thờ thần Shiva nhiều hơn. Tuy nhiên cái việc mà có người nhất thể là như trong một cái liên doanh người ta thấy ba thằng ở trên, ở dưới ở giữa có ba hình khác nhau, trên cùng đó là đại diện một thằng thân bao, nó còn ở giữa một đại diện một, và thằng ở dưới cùng cũng đại diện một, ba cái thằng được kết hợp vào một. Tuy nhiên người ta hiểu về tổng thể thì nên ra là của Sư, nó vẫn còn sự kết hợp ba, và nhiều có pho tượng, tượng với ba mặt, ba gương mặt được thấy là ba phía của ngôi tượng, đó chính là ba được. Thường thường thì trong những ngôi tháp này có sự tồn tại của một bộ liên gia và cái này để tham hoàng pháp, thường thường như vậy. Nó được xem là biểu tượng cho thần Shiva. Cái này là gạch hay là đất nung? Gạch này được làm từ đất nung. À. Tuy nhiên cái kỹ thuật xây dựng thì có rất nhiều cái bí ẩn mình vẫn chưa khám phá hết được. Có rất nhiều giả thuyết khác nhau. Tuy nhiên hiện tại thì các nhà khoa học đã sử dụng cái kỹ thuật mài chập á để mà phục chế lại một số cái khối xay ở Mỹ Sơn. Thì kỹ thuật mài chập nó sẽ đưa ra những cái đường nét rất là thẳng, hết vuông vức cho cái khối xay. Tuy nhiên tại những cái mạch vữa của tháp Chăm còn lại ở đây, các người tháp thì chúng ta có thể phát hiện ra những cái mạch vữa có nhiều lúc là nó sẽ cam cam quen à. Như vậy thì người ta mới đặt một câu hỏi là nếu như mà chặt thì tại sao người ta có thể tạo ra được những đường nét cam quen mà, tức là nhiều lúc mình thấy cái viên gạch là giống như là bị chèn ép xuống, bị đè nén xuống mà nó có một cái độ võng như vậy. À, nó có thể là mình cho rằng là do cái áp lực tạo nó có độ cao hơn, do cái độ sự đàn hồi, nhưng mà nhiều lúc cũng không hẳn vậy. Nó cam cây một cách rất là dị thường, giống như là những cái viên gạch mà mềm mại nó ốp lên nhau, à, giống như là viên gạch nó sống ốp lên nhau một cách nhẹ nhàng, người ta mới nung á, giống như vậy. Nhưng mà mình mới đặt câu hỏi là một viên gạch cứng chín ghép liền với nhau rồi mai thẳng thớm lẫn bàn giữa, còn một cái giả thuyết khác là có thể những viên gạch còn tươi ốp lên với nhau, ốp lên nhau xong mới dùng cho cái dính lại, xong rồi mới xay xong rồi mới nung, thì nó mới tạo ra được những cái đường võng cao như vậy. Cái gì vậy, cái công thức chính xác của cái vật liệu cái dính tất nhiên sẽ có cái thành phần hữu cơ, và nhiều người cho rằng thành phần hữu cơ đó chính là một cái loại nhựa cây nào đó ở địa phương. Theo nhiều người thì người ta cho rằng ở Mỹ Sơn thì người ta sẽ sử dụng cái loại gọi là dầu thực vật, nhựa thực vật của một cây địa phương gọi là cái dầu rái. Cho nên cái giờ đó như họ hay dùng để trét gai đó, là nhiều nhà khoa học sử dụng cái chất đó để phục chế. Thank you.
có sai ở Mỹ Sơn với cái phát hiện này, thì nó có thể là kết hợp trên với bột gạch và một ít vôi. Dạ. Có thể là ở trong cái thành phần của gạch cam này, nhiều lúc có thể xuất hiện cả than nè, than củi. Có nghĩa là có thể những thành phần thực vật đó nó bị cháy đi, nó nằm ở trong đó. Mình làm ở ngoài khác rồi. Gạch mình có đánh dấu của UNESCO. Mình có sao mới. Thì sự những con thịt này rất là nhỏ thôi. Là lúc khai quật người ta kêu phải bổ sơ cái phần máu này. Cũng không ảnh hưởng nặng nề đến pháp đó. Dạ. Làm như là đứng tuy nhiên thế hệ con em chúng ta vẫn biết được đó là phần mới. À thấy nó phát tặng cái tay này. Nhưng mà cũng một cái kiểu nó giống là này. Người ta cố ý để cho người ta biết rõ đâu là phần thân mới rồi. Mình khai quật cái này là vào khoảng năm 2001. Trước đó năm 80 thì cũng đã có những đợt khai quật trước. Nhà nghiên cứu của Pháp và người Ba Lan nữa. Đến đây thì chắc mình sẽ kết thúc video khám phá những bí ẩn của tháp Khương Mỹ tại đây. Các bạn thấy hay thì hãy cho mình một like và một đăng ký để ủng hộ mình sẽ ra những video hay hơn nữa. Và các bạn thấy hay thì hãy chia sẻ nhé video của mình cho những người khác cùng xem để biết đến địa danh tháp Khương Mỹ này các bạn nhé. Và có dịp khi nào các bạn đến du lịch tại Quảng Nam thì hãy nhớ ghé thăm khu ba tháp này, hay còn gọi là tháp Khương Mỹ này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi trên kênh của mình và xin chúc các bạn xem video vui vẻ. Hãy like và đăng ký ủng hộ mình với nhé. Cảm ơn các bạn nhiều.